canh chua ha. Canh chua của mình hôm nay mình sẽ nấu cá riêu hồng nha các bạn. Thì hồi nãy mình ra vườn á, mình mới hái một ít cắt được một ít bạc hà với hái rau muống nha các bạn. Mình sẽ hôm nay mình sẽ nấu canh chua. Canh chua bạc hà, rau muống. Ý trong tủ lạnh nhà mình á cũng có một ít cà chua nữa nên mình sẽ nấu với cà chua nha các bạn. Đây mình nêm á thì mình sẽ có cần. Mình sẽ nấu canh chua nha các bạn. Mời các bạn theo mình làm món canh chua cho bữa cơm cho gia đình mình bữa nay ha. Mời các bạn, cái phần bạc hà này mình sẽ tước nha các bạn. Nhà mình nó trồng bạc hà thì nó cũng không được tốt mấy á, nên nó còn hơi nhỏ. Tại vì hôm hỏm mình búng đất á các bạn, cái mình thải nó lên á, nó tự nó mọc á, nên mình cũng không có chăm sóc gì á, nên nó cũng không được tốt mấy ha. Đó, như vậy á các bạn. Nên thường á các bạn lấy bạc hà như vậy á các bạn, mình ăn á khi mình cắt vô mình ăn liền á các bạn, nó giòn lắm. Mình nấu canh chua á các bạn, thế mình cần á mình nấu canh chua cũng được ha, rất là ngon. Bạc hà nó dễ trồng lắm nha các bạn. Đó, bạc hà mình nó dễ trồng á, các bạn muốn ăn á mình có thể mình trồng một bụi ha, mình không cần chăm sóc đâu các bạn. Đó, mình để như vậy là nó cũng lên ha. Là mình lúc mình cần mình nấu canh chua các bạn, là mình sẽ có bạc hà mình nấu canh chua ha. Còn rau muống này nè các bạn, đó mình mần cỏ rồi cái còn một dây hai dây rau muống á, mình thấy có rau muống á mình để lại đó, nên nó nay nó bò nhưng ao mình á hôm nó mới mưa nên nó cũng không được tốt mấy. Hôm nay nó nắng quá nên cái cọng rau muống của mình nó cũng không có được tốt đó các bạn, nó không có được mập nha. Cái này nắng quá, cái trời ở đây của mình nắng quá trời nắng luôn nên rau muống của mình nó không có được, nó cũng không có nước á, nó không có nước mưa nên nó cũng không có được tốt cho mấy. Còn cái phần bạc hà của mình đó, mình sẽ tước cái phần này ra ha các bạn. Đó, phần rau muống á thì chỉ mình đã ngắt đọt non rồi nha bạn, rất là non ha, mình chỉ ngắt lại cho nó ngắn lại ha, vừa ăn ha, so với cái vừa ăn của mình thôi nha các bạn. Đó, hôm nay mình sử dụng bạc hà nấu canh chua rau muống với bạc hà. Nhà có gì mình nấu canh chua đó, đặc biệt á ở miền Tây á các bạn, ở quê mình á là nhà có cái gì sẽ nấu canh chua cái đó, ít có đi mua lắm nha các bạn. Đó, me thì ra cây hái ha. Thường á me chín á nhà mình á hay để lại á, lột vỏ phơi khô xong các bạn bỏ vô tủ lạnh á, bảo quản trong tủ lạnh đó các bạn, thì lúc mà mình cần mình làm me á mình sẽ lấy me ra mình làm ha. Đó, giờ cái phần rau muống này mình sẽ đổ ra nha các bạn. Đó, đó mình được bạc hà rồi ha, mướn bạc hà ở đây mình sẽ để đây. Rồi cái phần rau muống này mình đổ ra mình nhặt lại nha các bạn. Đó, đó các bạn ha, nè mình sẽ nhặt lại cái phần rau muống, nhặt tầm hai tùy theo các bạn ăn thôi. Thì thường thường á cái đọt rau muống mà hái á, liền á các bạn nó rất là non á các bạn, non lắm nên đó mình sẽ ngắt hơi dài so nè ha. Cộng rau muống mình sẽ nhặt ra làm hai ha, mình sẽ nấu canh chua. Hôm nay nhà mình có gì mình sẽ nấu canh chua với món đó ha. Chỉ ra chợ mình mua một con cá về là mình có thể nấu nồi canh chua rồi đó. Mình canh chua của mình hôm nay ha, thì đầu đuôi mình nấu canh chua mình chừa lại một khúc á, một khúc giữa. Ngày hôm nay mình mua con cá cũng hơi bự á các bạn, thì chừa lại khúc giữa mình kho ha, kho thành các bạn. Ngon lắm ha, ngon lắm. Thì thường á các bạn nấu canh chua thì rất là mau ha, còn mình sơ chế đồ thì nó lâu, chứ còn mà nấu canh chua bắt nước lên bỏ thả cá vô sôi lên nêm nếm là mình thả rau vô là xong rồi nha các bạn, nó nhanh lắm. Còn mình nhặt lại ha. Thường á mình hay ăn canh chua các bạn, mình hay thích ăn rau muống mà có lá
nó ăn nó ngon. Không biết các bạn thích ăn đọt hay ăn lá, còn mình thì hay thích ăn lá, lá rau muống nó ngon hơn ha. Thì các bạn ha, có người thì thích, người ta thích ăn những cái đọt dược như này ha, người ta sẽ bỏ lá hết nha các bạn. Còn mình thích ăn lá nên mình sẽ để lá lại luôn nha. Đó. Mình sẽ không bỏ lá nha. Còn các bạn không thích nữa các bạn bỏ mấy lá này nha. Còn nhà mình dễ ăn lắm, những có rau là ăn được rồi. Rồi các bạn, sau khi mình nhặt cái phần rau muống của mình xong rồi nha các bạn, thì mình sẽ đi pha một ít nước muối loãng ha. Mình sẽ ngâm cái phần rau muống của mình đi rửa nha các bạn ha. Cũng dễ điện gì? Mình mới. Bạn gì mới? Bạn mẹ ăn. Mày đưa tiền đi. Chứ không nói về video á. Chị hay đi tìm kệ nó, kệ nó, không có nhu cầu, tôi không có nhu cầu.